Và thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị đoàn chủ lực chương trình thánh lễ giới nhạc của cộng đoàn của chúng ta sẽ gửi đến quý vị một vũ điệu rất là tuyệt vời. Quý vị hãy sẵn sàng để chào đón nhé. I used to be a youth minister, so the Eucharistic Youth Society always have a special place in my heart. So the next performance will be done by the youth, and you will see our beautiful traditional outfit. That's the long dress that we're wearing, and the hat that I think is very, very flexible and versatile. You can use it to walk in the rain, the sun, or use it as a fan, or thank you.
Wow.